Điểm đến hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị và các bạn đến thăm bảo tàng gia đình đầu tiên ở Việt Nam, vừa được khánh thành trong tháng 11 năm 2014. Đó là bảo tàng Nguyễn Văn Huyên, Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục đầu tiên của Việt Nam. Được xây dựng từ tấm lòng tôn kính, tình yêu của những người con trong gia đình cố giáo sư, bảo tàng là địa chỉ để các tầng lớp nhân dân hiểu hơn về một con người suốt đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của đất nước. Bảo tàng về cố giáo sư Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên được toàn thể con cháu thành lập trên chính quê hương của ông tại xóm 5, làng Lai Xá, xã Kim Trung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Đến tham quan và tìm hiểu cuộc đời cố giáo sư Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên, mặc dù không phải là người thân trong gia đình, song mỗi kỷ vật, mỗi câu chuyện và đặc biệt là cách kể chuyện của chính những người con, người cháu của vị cố bộ trưởng đều khiến người xem vô cùng xúc động. Ý tưởng thành lập một bảo tàng riêng về gia đình, nhất là mong muốn giúp cho thế hệ con cháu sau này hiểu về người ông, người cha, về truyền thống yêu nước và hiếu học, đã được gia đình cố giáo sư Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên ấp ủ suốt 20 năm nay, giờ mới trở thành hiện thực. Bảo tàng hoàn thành vào năm 2014 rất có ý nghĩa đối với gia đình, bởi đây là mốc đánh dấu tròn 80 năm cụ bước chân vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Gia đình chúng tôi giữ được một cái bộ sưu tập các cái tư liệu, các cái hiện vật về bố của mình rất là nhiều. Khi mà lần dở tất cả các tài liệu đấy thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu như mà mình đưa vào lưu trữ thì có thể là ở đấy cất giữ rất là tốt. Thế nhưng mà cái tính phổ cập, cái tính làm thế nào để cho mọi người có thể hiểu và khai thác được những cái tài liệu đấy thì nó rất là khó. Cho nên chúng tôi mới nghĩ rằng là nên đưa những tài liệu đó nó thành ra một cái tài liệu bảo tàng. Một trong những cái điều mà chúng tôi mong muốn mọi người, những người đến tham quan ở bảo tàng có thể hiểu được cái lịch sử của đất nước thông qua cái câu chuyện lịch sử của một cá nhân, của một gia đình. Cố giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên là nhà sử học, nhà dân tộc học, nhà giáo dục và là nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam trong thời gian kỷ lục tới 28 năm. Khu trưng bày của Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên được thực hiện trên một diện tích khoảng 150 m², giới thiệu gần 400 hiện vật, ảnh tư liệu, văn bản gốc với nhiều bút tích được gia đình lưu trữ sưu tầm tìm lại từ bạn bè, người thân. Đa số tư liệu có niên đại từ nửa đầu thế kỷ 20, một số từ cuối thế kỷ 19, nhưng cũng có cả những hiện vật của những năm 1970-1980. Nhiều câu chuyện chân thực xúc động về người giáo sư đáng kính được thể hiện qua các bức ảnh, những trích dẫn thư, nhật ký và video. Chị em chúng tôi thì là đi tìm những cái thứ mà bố mẹ đã để lại. Thì thứ nhất tức là những cái mà có sẵn trong gia đình. Thì bắt đầu là tìm trên những cái chỗ thư viện ở trên gia đình, rồi những cái tư liệu mẹ để lại. Mà mỗi lần mà tìm được cái gì thích lắm, mấy chị em là cười, nghĩa là vui lên là vì đã thấy cái này, đã thấy cái kia và nhớ lại kỷ niệm. Trong tiếng nhạc du dương, bốn tầng của bảo tàng là một câu chuyện lớn về cuộc đời của Nguyễn Văn Huyên và vợ, cụ Vi Kim Ngọc, do con cái kể theo dòng trình tự thời gian. Các hiện vật được trưng bày theo bốn chủ đề chính, bố trí trên bốn tầng của tòa nhà: nền tảng gia đình, tuổi trẻ của bố mẹ, bố chúng tôi, một nhà bác học, và bố chúng tôi, một người hành động. Tôi có thể nói đây là một cái bảo tàng gia đình đầu tiên ở Việt Nam. Và với cái góc độ chuyên môn bảo tàng học thì tôi cho rằng đây là một bảo tàng rất là giá trị. Ở chỗ nó là một cái loại hình mới mẻ. Cái điểm giá trị thứ hai mà tôi cảm nhận được là cái tính giáo dục của bảo tàng là rất là cao. Chúng ta biết là người châu Á là rất trọng tình nghĩa, rất trọng cái mối quan hệ trong gia đình. Nhưng mà có lẽ là chưa có chỗ nào chúng ta nói về câu chuyện đấy. Bảo tàng này đã nói được một cái câu chuyện mà xã hội nào cũng cần, thời điểm nào chúng ta cũng cần, dòng họ nào chúng ta cũng cần. Đó là câu chuyện về cái sợi dây liên kết trong gia đình. Thiết kế bảo tàng đơn giản mà sáng tạo, hiện đại, hướng dẫn viên của bảo tàng cũng chính là các thành viên trong gia đình. Đây cũng là nơi giới thiệu nhiều tấm ảnh quý của gia đình, phản ánh sinh động một phần đời sống xã hội Việt Nam qua các thời đại và các mốc lịch sử quan trọng của thế giới. Đặc biệt có rất nhiều bức ảnh tài liệu, có chữ ký còn rõ nét bút nét mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên được mở cửa vào các ngày cuối tuần để đón bạn bè và du khách thập phương về tham quan và tìm hiểu.
bảo tàng chính là địa chỉ giáo dục hữu ích cho thế hệ trẻ về truyền thống gia đình, về vị bộ trưởng, một người thầy vĩ đại, một gia đình tri thức, góp phần tăng hiểu biết về lịch sử xã hội và văn hóa của một thời kỳ, một đất nước.